Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm đậu bắp xào tỏi và hôm nay là mình sẽ có là 300g đậu bắp và mình sẽ có 5 cái tép tỏi như thế này và một trái ớt ha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cần nửa muỗng cà phê nước mắm và nửa muỗng cà phê hạt nêm. Đó. Rồi đây là dầu mè thì mình cần là 2 muỗng canh dầu mè. Nếu các bạn nào mà không có dầu mè thì mình có thể dùng dầu ăn thông thường cũng được đó các bạn. Đó. Cái món đậu bắp này rất là tốt cho sức khỏe của mình đó các bạn. Nó nhiều vitamin C và vitamin K các bạn. Nó rất là tốt cho cái làn da của các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món đậu bắp xào tỏi ngày hôm nay của mình. Bây giờ cái đậu bắp của mình ha các bạn, mình đem ra và mình sẽ cắt xéo như thế này nè các bạn. Đó. Cắt miếng vừa ăn ha. Các bạn mua gì các bạn rửa sạch rồi các bạn rửa qua nước muối á, cho nó sạch rồi bắt đầu mình mới chế biến nha các. Cái món đậu bắp này nè nó rất là thân thuộc với mỗi bữa cơm gia đình của mỗi người á các bạn. Bây giờ mình đi vào những cái quán ăn á thì mình thường thấy họ để trong cái thực đơn là cái món đậu bắp xào tỏi này nè các bạn. Đó. Người ta cái món này mình có thể ăn chung với cơm rất là ngon, hoặc các bạn nào mà uống bia đó, ăn vào các quán mình uống bia rồi mình ăn thêm cái món này rất là tuyệt vời luôn á. Nó dễ ăn mà cái món này cũng lại dễ làm nữa. Đó, mình xắt cho hết hết cái 300g đậu bắp của mình nha. Đó, bây giờ mình bỏ qua cái dĩa này để qua một bên. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy 5 cái tép tỏi này ra, mình sẽ bầm nhuyễn vào trái ớt này luôn các bạn. Đập ra. Thế này. Đó, mình không nhất thiết là mình bầm cho nó nhuyễn đâu bạn, mình mới hơi to to như thế này nè. Khi mình xào xong á mình ăn mình đụng vô cái miếng tỏi á nó rất là ngon ha. Rồi mình cho qua dĩa như thế này luôn. Rồi cái trái ớt này á thì mình sẽ bầm nhuyễn nó ra. Băm ớt ra nè. Rồi như thế này mình sẽ cho vào cái dĩa kế bên luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình bắt cái chảo lên và mình sẽ xào cái món đậu bắp này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên trên bếp như thế này, mình cho cái chảo nó nóng lên ha các bạn. Sau đó là mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu mè vào. Mình sử dụng dầu mè thì nó sẽ thơm ngon, có cái mùi vị đặc biệt hơn ha các bạn. Rồi mình sẽ cho phân nửa cái số tỏi này vào nha các bạn. Mình thử cho nó thơm lên ha, mình chừa lại phân nửa. Mình cho xào ha. Cái mùi dầu mè là rất là thơm. Đó, mình thấy nó vàng tỏi nè. Bây giờ mình sẽ cho đậu bắp vào. Mình sẽ xào trên cái lửa lớn nha các bạn. Mình xào khoảng 5 phút nha. Mình cho đậu bắp của chúng ta nó chín. Mình đảo đều như thế này. Các bạn không có nên xào lâu ha. Xào lâu thì cái đậu bắp của chúng ta nó sẽ ra nhớt và nó mềm, nó không có ngon. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây là nửa muỗng cà phê nước mắm và nửa muỗng cà phê hạt nêm nha.
mình bỏ vừa tay, lửa lớn. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cho tiếp tỏi còn lại và ớt vào luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha, rồi mình sẽ đem ra mình dùng, mình ăn nha các bạn, rất là đơn giản và rất là ngon. À, và đây là cái dĩa đậu bắp của mình sau khi mình đã xào xong và mình bỏ ra dĩa nè các bạn. Cái món ăn đậu bắp xào tỏi này á, là một món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của mình. Đây là một món ăn có lợi cho sức khỏe và cách chế biến thì rất là đơn giản, giúp cho các bà nội trợ của mình tiết kiệm được thời gian và nấu nướng ha các bạn. Rồi hôm nay cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn làm thành công cái món đậu bắp xào tỏi.